Cà Mau tiêu hủy 16 con chó mèo của vợ chồng mắc COVID-19. Vợ chồng anh thợ hồ theo bạn đến Cà Mau và được ngành y tế phát hiện mắc COVID-19. 15 con chó và một con mèo của họ đã bị cơ quan chức năng tiêu hủy để phòng chống dịch. Rạng sáng 9 tháng 10, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về đôi vợ chồng sinh năm 1972, chở theo 15 con chó và một con mèo đến Cà Mau. Sau khi họ được đưa vào bệnh viện để điều trị COVID-19, đàn chó mèo đã được lực lượng phòng chống dịch COVID-19 xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời mang đi tiêu hủy. Trao đổi với báo chí, ông Hồ Thiên Chúa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hưng cho biết, vợ chồng F0 này quê ở tỉnh Long An. Đêm 8 tháng 10, họ được vợ chồng một người bạn rủ về quê Cà Mau nên đã hòa vào dòng người hồi hương từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Tại điểm tập trung tạm ở xã Khánh Hưng, vợ chồng người thợ hồ này với 3 người đi cùng, có một trẻ em được lấy mẫu xét nghiệm nhanh và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ông Chúa nói, trong lúc chờ kết quả xét nghiệm real-time PCR, đàn chó của hai vợ chồng quê Long An đã chạy lung tung trong khu cách ly và liếm người. Anh em trực sợ lây lan dịch bệnh nên động viên gia đình bắt chó mèo cho vào bao để mang đi tiêu hủy. Theo ông Tô Văn Lành, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời, khi nghe lực lượng làm nhiệm vụ tại xã Khánh Hưng báo cáo về trường hợp vợ chồng dương tính với SARS-CoV-2 có chở theo nhiều chó mèo, ông đã yêu cầu lãnh đạo xã kết hợp với ngành nông nghiệp có hướng xử lý phù hợp. Sáng nay khi kiểm tra lại vụ việc, ông Lành được biết một con mèo và đàn chó đã bị tiêu hủy. Ông Lành chia sẻ, tôi nghe nói lúc đầu họ chịu tiêu hủy, nhưng bây giờ lại phản ứng. Việc xử lý chó mèo đi theo F0 cũng chưa có cơ quan nào ra văn bản hướng dẫn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.